Chain up, siêu tiết kiệm xăng. New me discovered with Yamaha. Lướt Yamaha, Vivu nhận quà hè cực cool. Sirius tặng 700.000 đồng. Exciter tặng 5 triệu đồng. Rigo S tặng 7 triệu đồng. Grande Latte tặng 2 triệu đồng. Janus tặng 3 triệu đồng. Bóng và bất ngờ. Ngày hôm nay thì anh Nguyệt cùng với ekip thực hiện một cái nhiệm vụ đã được gửi gắm từ một chàng trai rất là yêu thương ba mẹ của mình. Thì trước đến giờ chúng con vẫn chưa có một món quà sự ý nghĩa dành cho ba mẹ. Như mẹ mong muốn, việc mẹ mong muốn là một lần sẽ được đến với Đà Lạt cách đây rất nhiều năm, nhưng đến giờ chúng con vẫn chưa thực hiện được điều đó. Nhất là cái hiện trạng hiện giờ là sức khỏe của ba mẹ rất yếu, không đi đứng được nhiều, nên điều đó sẽ còn khó thực hiện hơn nữa. Trước tiên thì mình cũng đã biết được cái số nhà từ trên cái fanpage của Món Quà Bất Ngờ rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ chỉ đi tìm địa chỉ thôi. Đây là một cái biển quảng cáo để được làm nha cô chú. Con chào chú ạ. Chào. Ngày hôm nay con đến con hỏi thăm ông một chút xíu ha. Con thấy ông đang vẽ bản này là người ta đặt ông đó hả ông? Cái bản này là của em, nó làm phóng viên nhà báo Phong Bụi, rồi có nhờ chú vẽ đi làm kỷ niệm. Không biết là ông tên gì ha? Chú tên thật là Nguyễn Thế Minh. Hồi năm chú 14 tuổi, chú đã sáng tác thơ có danh là Hoài Minh Phương. Hoài là ước vọng, Minh là sáng, Phương là một chân trời. Mình ước vọng sau này thơ mình được nhiều người biết tới, nên có ý nghĩa là chữ Hoài Minh Phương. Vậy thì bây giờ con sẽ cứ gọi là chú Phương đi ha. Năm nay chú Phương bao nhiêu tuổi rồi ha? Năm nay 72 tuổi rồi. Ồ, 72 tuổi rồi mình vẫn làm nghề. Con thấy cái bảng này rất là đẹp luôn. Ủa, mình vẽ một cái bảng này mất khoảng thời gian bao lâu chú? Thời gian nó quay 3-4 ngày. Thường là cái công việc của mình là mình vẽ bản để mình làm cái trụ cột chính cho gia đình hay sao ông? Đúng rồi, lo tiền nhà, tiền cơm, rồi tím thì bị suy tim, rồi mỗi lần đi khám bệnh là tốn 1-2 triệu. Rồi chú Kỳ vẽ tranh ở ngoài quận nhất á, chú ngồi lên cái ghế cao á, có chuông báo điện thoại, chú tụt xuống đất mỗi lần, rồi chú cẩn thận lắm. Bữa đó tay cầm chén sơn, tay mình cọ cái móc cái điện thoại, bị choáng cái té gãy tay, cái đầu đập chân như dàn giáo. Mấy em vẽ bản thì biết chú hoạn nạn nó cũng thông cảm, nhưng mà thấy thời gian tháng mấy không vẽ mình ngại, thành ra tháo băng bột ra mình vẽ, mình không có thời gian dưỡng thương cái sức khỏe mình. Ta chung một bữa cơm chú ăn chưa đầy nửa chén. Ngoài cái vẽ ra, chú có một cái nghề tay trái là bông gân trần xương. Con thấy ở xung quanh nhà chú có nhiều bức tranh quá, những cái bức tranh mà hồi chú vẫn còn trẻ kìa. Hình như có tranh của cả cô nữa, không biết hôm nay cô đâu rồi chú? Vàng ơi. Dạ, con chào cô. Nãy con nghe chú hỏi cô, dễ thương quá trời luôn, chắc là tình yêu hồi trẻ của cô chú đẹp lắm ha. Cô nấu ăn thì ngon nhưng mà chậm lắm. Nào con đám cưới á, con nhờ cô nấu, nhưng mà trong cái thiệp á, con quay ghi chú là xin quý khách vui lòng ăn lót dạ trước khi dự định. Vậy tức là hồi xưa chú với cô yêu nhau là qua đồ ăn đúng không, qua món ăn đúng không? Không phải, con được bao tử chứ. Tím yêu chú qua những dần thơ. Bài thơ đầu tiên mà chú làm tặng cô là gì này, có thể đọc lại cho tụi con nghe được không? Bốn câu thơ đó. Ngõ về mưa lạnh nước vai em, sao chuyện hồn anh trò rồi.
tình nhờ trong mơ chiều kỷ niệm ngậm ngùi nghe nát vỡ con tim. Thầy công nhận là cái bài thơ mà chú làm tặng cô mùi vẫn dễ sợ luôn á. Không biết là tình yêu của cô chú làm mình tới giờ là bao nhiêu năm rồi cô ha? 30 mấy năm rồi. Hiện tại là bây giờ cô chú đang chung sống với con của mình không hay là ở một mình thôi? Dạ, con chú đang sống với ba cháu Thảo, với hai đứa cháu nội. Còn thằng trai lớn thì hai chồng ở nhà con nghe cô chú nói lúc nãy là cô chú vẫn đang còn nuôi hai em nhỏ nữa đúng không ạ? Vậy thì cái công việc hàng ngày của mình có đủ để có thể chu cấp cho hai em đi học không ạ? Chú ơi, không biết là bây giờ có anh nào trong gia đình mình vẫn còn theo nghề của cô chú không? Chú có ba thằng con trai. Thằng lớn thằng Út nó không có năng khiếu, thành ra nó không theo nghề chú. Có thằng giữa là Nguyễn Đại Quang, nó có năng khiếu theo nghề chú, nó kế nghiệp. Tại vì con làm nghệ thuật cũng phải có năng khiếu, chứ con có năng khiếu cũng có thực hiện. Ngoài cái khổ luyện ra mình phải năng khiếu. Chắc là cô chú tự hào nhất về anh Hai trong nhà mình đó ha. Bởi vì là vừa theo nghiệp vừa có thể ở bên cạnh cha mẹ để có thể chăm lo cho cô chú lúc cái tuổi về chiều như thế này đúng không? Thì Quang coi như nó có năng khiếu, nó theo người chú. Còn thằng Út với thằng lớn thì nó không có năng khiếu. Tại vì con làm gì con phải thích, con làm mới được chứ còn không thích. Mình gượng ép con sao mà làm được. Trong lúc MC trò chuyện với ông bà thì ekip đã bí mật đưa anh Hoang và hai cháu đến nhà hàng để tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà. Bà ơi, ông ơi, hôm nay á tụi con đến đây á, ngoài cái việc là hỏi thăm ông bà rồi tìm hiểu về cuộc sống của mình á, tụi con có mang đến cho ông bà một cái món quà nho nhỏ. Thì bây giờ chương trình sẽ gửi cho ông bà coi. Đây là một cái món quà từ con trai của ông bà. Giờ mình sẽ coi nha. Ông ơi, ông đeo vào tay bên kia giúp con nha. Dạ, rồi. Bà ơi, bà đeo vào tay. Bây giờ mình sẽ coi nha. Dạ ba mẹ, con là con dựa trở con thứ ba của ba mẹ. Con biết ba mẹ cũng luôn mong muốn chúng con có một cuộc sống ổn định, công ăn việc làm ổn định. Nhưng chúng con vẫn chưa thực hiện được điều đó, cũng làm cho ba mẹ lo lắng rất nhiều. Và đây cũng là tình hình chung, vì thực sự chúng con không có nghề nghiệp ổn định và cũng không ăn học đến nơi đến chốn. Nên chúng con chủ yếu bây giờ chỉ là làm công nhân, giúp việc cho người ta. Mặc dù vậy chúng con vẫn luôn yêu ba mẹ. Con biết nhiều lúc chúng con cũng làm cho ba mẹ buồn lòng vì chúng con, vì cuộc sống cũng như những tính tình mà chúng con làm cho ba mẹ buồn. Chúng con cũng xin lỗi ba mẹ vì những lần như vậy. Thì trước đến giờ chúng con vẫn chưa có một món quà sự ý nghĩa dành cho ba mẹ. Nhưng mẹ mong muốn, việc mẹ mong muốn là một lần sẽ được đến với Đà Lạt cách đây rất nhiều năm. Nhưng đến giờ chúng con vẫn chưa thực hiện được điều đó. Nhất là cái hiện trạng hiện giờ là sức khỏe của ba mẹ rất yếu, không đi đứng được nhiều. Nên điều đó sẽ còn khó thực hiện hơn nữa. Hôm nay đang có dịp chương trình món quà bất ngờ đến với thăm gia đình mình, chúng con cũng muốn nhân dịp này
con dành cho ba mẹ một món quà thực sự có ý nghĩa để thể hiện tình cảm cũng như mừng tuổi ba mẹ. Xin mẹ đón nhận món quà này. Chúng con thương yêu ba mẹ nhiều lắm. Ông bà có vui không? Nó vui á thì nó nói chuyện nó giỡn với mấy cháu nữa, mà lúc nó buồn á cái nó lầm lì lì, mà bữa nay á nó tâm sự, nó thổ lộ những cái tình cảm của nó, mình mới hiểu được nó. Nhưng mà trong ba đứa cô cảm nhận thấy là Quang hình như là nó có hiếu nhiều hơn hai đứa riêng. Tại mấy lần con nằm bệnh viện á là ba Dương Quang nuôi không à, thấy xúc động nó mới hiểu con nó nhiều hơn. Cũng thấy thương Quang nhiều, tại theo chú vẽ thì cũng ít nhiều những kỷ niệm mà nó cũng vất vả, rồi những lúc mà gắn bạn treo leo nó cực khổ, thành ra đó cũng là những cái kỷ niệm trong cái chú thời gian cùng chú. Rồi tiền bạc có đôi lúc chú không có tiền bồi dưỡng nó, thấy chót xa những cái hoàn cảnh mình phải chịu thôi. Chứ cha mẹ làm cũng để cho con cái, mà cha mẹ khó khăn thì con cái cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí hồi nhỏ tôi đi học không có tiền sáng, phải ăn cơm nguội đi học đi bộ 3-4 cây số từ nhà chú lên ngã ba thị trấn Hoàng. 3-4 cây số đâu có tiền sáng, có chú khổ đâu có tiền không cho, thành ra nó đi bộ. Ông bà ơi, hôm nay tụi con á, ngoài việc đến đây là thăm ông bà nè, rồi hỏi han với ông bà về cuộc sống như thế nào á, thì chương trình ngoài cái món quà nhỏ nhỏ này thì còn có thêm một cái món quà nhỏ hơn, bất ngờ hơn. Mình đi thay đồ đẹp đi, xong rồi một lát nữa mình sẽ được bật mí liền thôi nhé. Cùng lúc đó ở nhà hàng, hai cháu và anh Hoang đã tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cháu thì thổi bong bóng, chú thì tôi vẽ trang trí cho tấm băng rôn. Cuối cùng, mỗi người viết một câu chúc để dành tặng cho ba mẹ trong buổi tiệc thật ấm cúng này. Rồi, bây giờ mình đi. Ông bà biết hôm nay mình sẽ đi đâu không? Chưa biết con. Chưa biết hả? Đây, đây cũng chính là cái lời gửi gắm của anh Hoang đã gửi đến cho chương trình. Ngoài cái món quà lúc nãy anh gửi đến á, thì đây, bây giờ ông và mình sẽ đi xuống dưới phía bên dưới để mình đón chờ cái điều bất ngờ tiếp theo nha. Lát cái gì mà nội hỏi ai vẽ, nói mày vẽ nha không? Gì á? Cái bông này thấy gớm quá mày ơi. Đẹp chứ bộ. Đúng rồi, mà làm cái này cũng ấy vô vô cái này cái mặt sau nè, cái này mặt trước nè, mặt trong này, mặt ngoài nè. Nhiều cái bông nó vậy. Đẹp vậy đẹp rồi. Cái bức tranh này là cậu ba thiết kế hết luôn. Chỉ cái này cha vẽ là mẹ vẽ rồi. Này còn vẽ rồi. Hay vẽ. Là còn lại cho vẽ hết luôn á. Giờ sẽ mở cửa đi vô nha. Đấy. Em nói con nó bằng thọ mà nội nha. Dạ. Chúng con bằng thọ ba mẹ. Trời ơi, lại lên đây. Đâu rồi nó lại vô đây. Anh nghe nãy à. Không thấy mấy chú cháu đâu anh. Rồi ông bà ơi, ông bà có cảm thấy vui không ạ? Rất vui và cảm động á. Dạ. Hình như con thấy trên kia các bé đang có món quà gì dành cho ông bà kìa. Coi là cái này là để mừng tuổi ông bà nội. Con chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe, sống được lâu với chúng con, trong lòng con bà luôn là người tuyệt vời nhất. Con chúc ông bà sống lâu 100 tuổi. Con yêu ông bà. Yêu là sao? Rất lớn, rất là nhiều. Còn hai anh có gì muốn chia sẻ với ba mẹ của mình không? Tụi con á, cũng mời bố má đến đây á, cũng như là có một bữa tiệc nhỏ để mừng bố má. Như tụi con là cũng không có gì để làm được cho bố má được vui hết á. Là cũng có bố má cũng có nhiều cái ước mơ mà tụi con á, thì cũng đang cố gắng thôi.
Thì con cũng mong là bố má luôn sống vui vẻ vui cười con. Vì đây là một buổi tiệc mà con muốn gia đình mình được sum họp với nhau. Hôm nay con mới làm về xin chúc mừng bố má, mừng bữa hộ má. Trong thời gian qua con có sơ sót điều gì trong cuộc sống mưu sinh. Nếu mà con có làm gì gây lỗi lầm xin bố má cũng tha lỗi con. Và con xin cảm ơn bố má đã có công sinh thành nuôi dưỡng dục và dạy con sống nên người sống tốt chọn đạo làm người. Cảm ơn bố má. Rồi bữa nay được mấy đứa con cháu thể hiện cái tình cảm nhớ đến ông bà, nhớ cha mẹ. Đó là cái điều hạnh phúc như xưa cuối đời của tôi. Có lẽ là đây là một cái khoảng thời gian mà để cho cả gia đình mình có thể gắn kết lại với nhau đúng không ạ? Món quà bất ngờ thì chỉ mang đến những cái giá trị về tinh thần để cho các anh chị. Hy vọng là trong khoảng thời gian tới thì gia đình mình lúc nào cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Và lúc nào ông bà cũng phải nhớ là giữ sức khỏe thật là tốt nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Và bây giờ thì nhiệm vụ của Ánh Nguyệt cùng với ekip cũng đã hoàn thành rồi. Đến đây thì chương trình món quà bất ngờ cũng xin được phép dừng lại. Ánh Nguyệt hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Chúc cả nhà một tối ngon Việt. Rồi, cảm ơn. Mình vô lên. Rồi. 1, 2, 3, vô.